Trước tiên thì tôi cảm ơn anh, tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng, chào những người đang xem live trực tiếp của anh á. Thì tôi có cái vài lời để là bà con có nhiều cái suy gẫm về nhân vật đó là Nga Dù và là anh Hận, năm đứa con này. Thì thật sự với bà con như thế này, chuyện đời mà, tôi lấy những cái chuyện đó là bình thường của đời sống người Việt Nam bình thường, để tôi đánh giá những cái bất bình thường của cái đôi là nam nữ là Nga Dù và Hận là cha năm đứa trẻ. Cái bất bình thường của em á, em thấy không Nga Dù? Bây giờ là em thấy như thế nào? Cái đứa Phương Anh á, nó ở với cha của nó là thằng Hận, mà cái người mà em đang á là chắc thương hay gì đó, em đang binh dịch á, thì nó có được học hành không em? Hay là lại đó thấy toàn là cái cảnh nó rửa chén và rửa đít em rồi là tuôn nước mắt, em có thấy cảnh đó chưa Nga Dụ? Mà em lại nói rằng là ông nội bà nội của bé Phương Anh rước về là cái chuyện sai trái đó, em thấy như vậy sao? Em ví như cái cuộc đời mà cha mẹ của em đó Nga Dụ, rồi họ nuôi em á cũng bằng một cách vô học, rồi lớn lên em đi hành nghề để em sinh sống, rồi em nhào qua lộn lại đối với đời, em mới có được một cái kênh YouTube để em kiếm ăn. Thì như vậy là em kết luận cái cuộc đời và cái sự dạy dỗ của cha mẹ em như vậy là đúng sao? Còn đây là xã hội văn minh, mọi đứa trẻ đều đến trường và phải được cái chữ ơi a, và sẽ coi là tương lai mình được quyền suy nghĩ cho bé Phương Anh là gì, là kỹ sư, là bác sĩ chẳng hạn, hay là đi nước ngoài du học. Tại sao em không có nghĩ được đó là những cái cảnh cao sang vậy Nga Dù, mà em đem cái lối dạy dỗ của cha mẹ em dạy em, rồi em áp đặt lên cái hình ảnh của bé là Phượng Anh? Đó là cái vấn đề em bất bình thường thứ nhất đó Nga Dù. Và cái bất bình thường thứ hai nữa Nga Dù, bây giờ thằng Hận ngày xưa là cái bất bình thường của em đó, em binh vực cha con hằng trọng súng, để rồi em cũng hòng là lấy trái tim của tò te, nên lại em cọ quẹt rồi em tuột là cởi nút áo tò te, tuột tùm lum tò te, rồi ngồi rủ tò te đi đêm để em mong là tò te là sẽ là một cái ngày vân vân với em. Đó là cái chuyện bất bình thường của một cái người phụ nữ bình thường Nga Dù. Còn đằng này em là gì? Em là gái ngành, em biết gì mà dễ gọi là lễ giáo gia phong. Rồi em thấy gì nè, người ta nói như thế này: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử tử vong, tử bất vong bất hiếu, nghĩa là cha sử con sao con phải chịu. Đó là cái nếu con không chịu lại, không vừa không chống lại cha gọi là bất hiếu. Mà cái đời một người con bất hiếu cũng như em vậy. Em để là những thằng là làng khách làng hoa nó leo trèo lên đầu em, nó cởi cổ em, thì em cho rằng là chuyện bình thường. Rồi em lấy cái chuyện đời sống bình thường của bất bình thường của em, rồi để em đi là đánh giá một cái hoàn cảnh bình thường trong xã hội này, thì cái điều đó đúng rõ ràng em là con khùng không á, là Nga Dụ. Đây là anh dạy cho em biết. Chứ còn đằng này là như thế nào? Một người con gái, một đứa con gái không được là tới trường, mà em có biết như thế này không? Đây là con Phương Anh á, là cái con của vợ trước thành Hận, thì không có cái lý gì mà bắt con là Phượng Anh này phải chịu trách nhiệm cho cái đàn con vợ bé của thằng Hận. Đó là cái vấn đề, đó là tại sao em bây giờ em thương thằng 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 thằng, thằng Hận, thì tại sao em muốn dành riêng như vậy Nga Dụ? Nếu em thương thằng Hận và con thằng Hận, thì em bây giờ là dưới cái nghề là sống ở ngoài lề đường của em đó, về đêm đó thì em tìm mà là con nhàn của má bốn đứa bé này về đó, em làm như vậy đi là cả xã hội này và anh cũng ca ngợi em nữa Nga Chù. Còn ở đó là em xạo gì, gọi là một cái từ xạo chó rồi em có biết cái gì không? Đó là nó đại ải con người ta như vậy đó. Đó bây giờ đó em có thấy những cái thước phim không? Bây giờ điện về dưới thì là Phượng Anh là gì, nở nụ cười rất vui, rất tươi, rất hạnh phúc. Còn ở là dưới cha của nó là thằng Hận,
Đó thì sao nọ toàn là rớt nước mắt và những cái nỗi u buồn trên gương mặt của cháu. Em có thấy chưa Nga Vũ? Như vậy mà em nói là em là cái chuyện đó rõ ràng em thấy em bất bình thường chưa? Rồi cái bất bình thường như thế này nữa. Em biết như thế này nè. Thằng Hận nó là sức dài dai rộng. À, 18 triệu bạc. Nó không có chịu làm mà nó chịu đi đóng phim lừa đảo trên cộng đồng mạng để nó mong lấy một tháng lại 40-50 triệu. Em có nghe nó nói chưa Nga Vũ? Hay là em nghe nó là làm ra 40-50 triệu rồi em mê cái đồng tiền ở nhơ nhuốc đó rồi em nhảy vô ăn, mà cái đời sống của em thường ăn những cái đồng tiền nhơ nhuốc để là em sinh sống, nên là em thấy như vậy thật sự ra là em thấy là em bất bình thường chứ Nga Vũ. À, còn cái vấn đề ở một cái người cha, bạn em có nghe không Nga Vũ? Nó dạy con Phương Anh như thế này: à, con ơi, lớn lên sau này con rớt máu chứ con đừng rớt nước mắt. Thì Nga Vũ ơi, nếu sau này em về có em làm má lẻ cho con Phương Anh mà dưới cách dạy của thằng Hận như vậy á, là nó cắt cổ em chết cha em luôn á nghe Nga Vũ. Là ngu già, ngu quá vậy Nga. À, nó rõ ràng á, đó em thấy nó dạy như vậy rồi là như thế nào. À, em muốn hình thành một cái nhân cách như một cái lũ của em hả Nga Vũ, là nó chửi bới đó như vợ chồng cái thằng bán cam đen hôi đó, nó leo lên đầu em, nó đổ rác lên, nó bới, nó đào ông bới cha em lên đó Nga Vũ. Rồi sao em nói như thế này mà cũng bà con thấy nghe nó cũng nghịch lý, bất bình thường của xã hội lắm. Ôi á là chửi nhau rồi giờ thân nhau chứ có gì đâu, bỏ qua hết, cũng như vợ chồng. Á là đánh đầu chảy máu rồi ly dị rồi cũng về ở chung, cũng yêu thương nhau. Đó đó đây là gọi là sao? Cái bản chất của gái ngành. Á là như thế nào, đụng ai thương nấy, chỉ cần 5-10 phút thương cũng là xong. Đó là đối với em là như vậy đó Nga Vũ. Nhưng mà cái bất bình thường đó em không thể đem ra áp dụng cho những cái đời thường của cái người Việt Nam, cái xã hội Việt Nam là xã hội nói dẫu sao nó cũng còn những cái vấn đề là hiếu đạo và đạo nghĩa. Còn lần này em quên cả hết những vấn đề đó, em là phụ nữ. Thứ nhất là tuổi của em cũng là cái tuổi ngồi xuôi ngồi da, tuổi bà, tuổi cháu rồi, tuổi bà rồi. Mà tại sao em lại có một cái nhìn thiển cận như vậy? Giờ em thử nghĩ nè, con em nè, nó đè em xuống, nó khứa cổ nè, em nghĩ sao? Đứng lên chịu bình thường như vậy sao? Mà nói thật sự với bà con á, em Nga Vũ này quen sống cái đời sống là sai với pháp luật, nên che giấu những cái tội lỗi đó. Nghe như là Nga Vũ nói là tại sao là ba mẹ của Hận phải nói lên, đó là cái điều tốt với Nga Vũ, phải nói thẳng nói thật, chứ không phải như em là che đậy cái quá khứ nhơ nhớp của em, nhục nhã của em, để bây giờ em ngoi lên cộng đồng, em mang những cái bất bình thường đó đổ vào cái xã hội bình thường này. Cái đó là cái vấn đề thật sự với bà con, là đau xót. Mà thật sự ra như thế này nè, nó Nga Vũ là một con gái ngành già xảo trá, nó dựa lên nền tảng xảo trá để nó sống. Đây tôi chứng minh như là cái YouTube của nó nói thật sự với bà con á, có chừng khoảng là vài chục người đăng ký thôi, nhưng mà nó chạy vại để nó chạy được nhiều xúc, để người ta là trong xa xứ không hiểu rõ về cái nguồn gốc của con Nga Vũ này, thì người ta đánh giá nó ồ trời ơi 5-7 ngàn xúc là uy tín quá, 5-7 ngàn người là mến mộ. Nhưng thật sự là không có bà con, cái đó là nó xạo, nó lừa bà con đó. Ngay trên cái nền tảng YouTube của nó đã lừa bà con thấy đi. Chúng ta coi YouTube cũng quá nhiều, nhưng chúng ta thấy như thế nào? Những cái YouTube 5-7 ngàn view, 5-7 là ngàn người đăng ký, thì cái lượt tương tác xem họ trên mỗi clip là bao nhiêu người? Còn giờ cái clip của con Nga Vũ á là được bao nhiêu người xem bà con? Đó thì bà con tự đánh giá lại thử là phải tôi nói đúng không? Nó bây giờ đang kiếm sống trên một cái nền tảng lừa đảo luôn cả xã hội, lừa đảo luôn cả cái anh YouTube này luôn. À, chứ cái trình độ nó như vậy, thì bà con thử nghĩ được bao nhiêu người đăng ký cho nó, mến mộ nó là chỉ có là băng nhóm của nó, mến mộ nó thôi. Chỉ là một cái góc độ nhỏ là vài mươi người thôi, chứ không gì ngoài ra. Do đó nó là con người đã dựa lên cái nền tảng xảo trá để kiếm sống, để gọi là kêu từ thiện,
thì làm sao con Nga dù này nó biết được cái vấn đề là luân lý xã hội, cái chuyện thành thật đó, ngay vấn đề ba mẹ của thằng Hận đã nói lên những cái sự thật mà thằng Hận bây giờ phải công nhận, phải quỳ xuống xin lỗi, thì nó cho rằng là người ta sai trái. Thì tại sao bà con, là con Nga dù này đó là từ cha mẹ nó dạy nó trên cũng nền tảng xảo trá nuôi nó lớn lên, rồi nó bắt đầu là cũng theo cái truyền thống gia phả của nó là đồ lừa đảo xảo trá che đậy xấu xa, để bây giờ là nó mang cái truyền thống bất bình thường của gia đình nó để đi là phán quyết một là một người tốt nói thẳng nói thật đó, thì nó lại chê. Vậy thì theo Nga dù, vậy theo em nói sao? Thằng Hận tốt quá, thằng Hận tốt quá, ba của thằng Hận xấu quá, phải không em? Như vậy là em nghĩ là vậy vậy đó chứ gì? Đó, em cào cấu, nhưng mà vì sao? Cũng vì là em ham. Nghe thằng Hận nói là hợp tác với YouTube mỗi một tháng như vậy kiếm 40-50 triệu. Em ham cái đồng tiền đó. À, rồi em thấy thằng Hận thì cũng là một cái thằng mắm gái ăn tạp, nên nó là lôi kéo nhau, em mới là rề thả thính nó bằng cách nịnh bợ nó. Nhưng mà em đâm xuồng lũng rồi Nga dù ơi, em đâm xuồng vô người ta đạp đầu em ra đó, thằng Hận nó chê em rồi chắc. Em thấy không, người bạn em gái của nó dẫu sao cũng đẹp, cũng trẻ hơn em nhiều, còn em sao rụng cả hàm răng, nhăn nheo cái mặt em lên trên cộng đồng mạng, em bịt cái mặt em lại luôn. Nó là cái sự gì đó thì người, từ cái vấn đề em bịt mặt mà từ cái tính ý của anh, của em như vậy thì anh kết luận cái bản mặt của em nó xấu như quỷ dễ xoa vậy đó. À, rồi em lên em cà nát, em đem mấy cái tấm hình đó lên, em cà nát trên app, rồi em cà riết làm sao đó, có những cái tấm ảnh mà nó buồn cười bà con. Cái bàn chân nó dài hơn cái chân của Nga dù, bàn chân Nga dù dài hơn Nga dù, dài hơn cái chân của nó không xử. Cái ảnh mà cái trăng trắng rồi dưới cái đôi dép của nó dưới đó đó à. cái bàn chân nó kẹt làm sao đó đó, rồi sao Nga dù em mất nết không, tuổi của em là xuôi gia tuổi địa vị để con cháu người người tôn trọng, thì đằng này sao em đem cái hình em lên đó em khiêu gợi, em bán cho sách cho khách làng qua, thấy không, thì là số điện thoại em để sẵn rồi, rồi cái hình của em cà lại vậy để em cũng gì, cái bản thân già nua xấu xa của em cà trên áp như vậy á, để cho khách làng hoa là có số điện thoại em, để em bán một lần cuối đời của em, nhưng mà em bán không thành, thì bây giờ em mới lết qua bên thằng Hận. Thì bà con thấy rõ ràng không, một nhân vật như thế này chửi cha tôi đây là vì cái con Nga dù ngu già này, tôi mới nhắc lại những cái tội ác của thằng Hận gây ra, chứ tôi không nhắc đâu bà con. Nhưng mà để tôi nhắc để chứng minh lại con Nga dù nó như thế nào. Đó thì đó là khứa cổ mẹ, đánh cha, đốt nhà cha mẹ, cướp đất cha mẹ bán. À, là đi ăn chơi. Đến nỗi mà là chính quyền địa phương á, người ta là bắt bỏ tù. Đó, thì như vậy đó là em thấy là tốt hay không Nga dù. Mà em binh vực, mà giá lại em nói là tại sao cha mẹ, ông nội bà nội của mà bé Vương Anh không tha thứ gì, tha người ta đã tha thứ rồi biết không, thằng Hận nó mới là án treo, và thằng ông bà, nếu ông bà nội Phượng Anh không tha thứ đó thì cái ngày mà thằng Hận về xin lỗi đó, ổng bả lấy chổi chà hay tầm trong ổng quất vô đầu nó đó, ổng đuổi nó ra khỏi xứ đó được đó, nhưng mà ổng vẫn cay đắng không Nga dù. Thấy cái mẹ của thằng Hận không, bà vừa rớt nước mắt và bà nói thì thôi giờ con cố gắng làm tốt đi rồi thời gian trả lại. Mà tại sao em nói là không tha thứ, tại sao em già mà em ăn nói ngược ngạo vậy Nga dù? Cũng vì sao, cũng vì em ham cái đồng tiền của thằng Hận làm á, là một tháng 40-50 triệu với YouTube, rồi bắt đầu em bợ đỡ nó à, chứ còn thật sự ra nếu mà cuộc sống của mà thằng Hận á Nga dù mà nó đàng hoàng thôi, bây giờ nó nuôi con nó chỉ còn là bao nhiêu 6 triệu một tháng, thì em thấy không Nga dù, thằng Hận nó cần gì phải kêu gọi, cần gì phải YouTube quay không, nó làm cái sức đừng ông dai và sức dài dai rộng với cái sức mà còn sung sức của đời người, thì nó làm phải trên 10-mấy triệu một tháng không, bình thường thôi, đi làm thợ hồ thôi, à, phụ hồ thôi, thì nó đủ nuôi con nó 6 triệu và còn lại là bao nhiêu tiền đó, cha con nó đủ sống một đời là lam lũ và cần kiệm là hạnh phúc không?
người người khen đó, mà người 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 khen mà phải nói là cha xã hội đều khen, tại sao nó không làm, mà là sao nó cấu kết với em, nó thả thính với em thả thính với nó, rồi cuối cùng để chi nó em á thì được hưởng những cái gì của nó, rồi nó hưởng lại được của em là những cái lời binh vực nó. Nhưng mà thật sự cái binh vực của em nó ngu xuẩn, nó bất bình thường đối với đời người. Bây giờ người ta giải cứu được bé gái về đi học với một tương lai đầy ắp những cái niềm vui và những cái mơ ước đó là cao sang đẹp đẽ, thì em nói là tầm bậy, phải ở lại với thằng Hận, rồi cha mẹ người ta đã tha thứ cho nó thì nó mới vừa được phép vô nhà người ta, nó ngồi nó quỳ nó lại. Mà em biết không, ngay dù nó mất dạy như em vậy đó, nó không có biết đầu đuôi, tự nhiên nó xuống nó đánh úp thôi, chứ nó cũng không điện là cha mẹ thằng Hận dẫu nửa lời trước để về xin phép được xin lỗi, còn là ngày đánh úp người ta luôn. Người ta tức đó, người ta nghẹn ngào, người ta chảy nước mắt xuống đó em, nhưng mà người ta vẫn vẫn là làm cam kết. Còn cái vấn đề giấy tờ mà nói là tại sao ông bà nội phải buộc thằng Hận làm giấy tờ, thì là tôi nói thêm với anh Sài Gòn một cái thêm là một chút nữa, Nga dù ơi, một con người bất bình thường là cha mẹ của thằng Hận đã nuôi bé Phương Anh từ nhỏ cho đến là tới lớp 5, thì thằng Hận nó thấy con Phương Anh này đó là có sức giữ em được, nên nó là nó về nó lôi bất chấp, nó lôi kéo đi trong cái sự buồn tủi đau lòng của là ông nội bà nội bé Phương Anh, mà vẫn phải chấp nhận cho nó kéo đi. Tại vì là ông nội là bà nội bé Phương Anh nói gì là sao, con của nó thì nó lôi đi chứ tôi có nói được câu nào. Rồi bây giờ đó là Nga dù quay lại vấn đề, nếu như bé Phương Anh không có tờ giấy đó, nó học tới lớp 8, lớp 9 rồi nó về nó thích, nó thấy là ở bé Phương Anh con gái nó đó là có một cái điểm lợi gì cho nó, thì bắt đầu nó lôi cổ con nhỏ đi một lần nữa, thì cái sự học hành nó còn tốt đẹp hơn Nga dù ngu già em biết không. Rồi đó là một cái chuyện đau lòng thứ nhất. Rồi giả sử con bé Phương Anh này đang tốt nghiệp lớp 12, bắt đầu đó là thời kỳ con gái nở rộ, là nó sẽ xinh đẹp như hoa gì chẳng hạn, đó là cái ước mơ của mọi người thôi, và cũng tôi ước mơ cháu như vậy. Rồi thằng đó là thằng Hận này nó đi kiếm lại một cái con nhỏ lại là táo tợn hơn con Nhàn nữa, thì là nó bắt con là Phượng Anh này lại làm một cái gì nữa, Nga dù có biết không. Còn đằng này á, cái tờ giấy đó để gì, dành cái sự đau khổ, cái sự khổ cực để nuôi cháu. Chứ bây giờ em thấy không, Nga dù bây giờ làm cái giấy đó đó, cái chuyện trước tiên là bé Phương Anh về dưới rất vui vẻ và mạnh khỏe, tươi tươi khỏe, và tương lai người ta đang chuẩn bị lo con cháu người ta tới trường rồi đó, học thêm, học anh văn gì thêm đó, cho nó là kèm cặp nó đó là một cái tương lai, thấy bắt đầu thấy là cái sự tốt đẹp rồi. Còn nếu giả định mà chưa đưa bé Phương Anh về thì giờ bé Phương Anh như thế nào Nga dù, phải nó ngồi đó nó rửa đít em nó ẩm nó bồng nó quét nó chùi nhà, thằng Hận thì đi xạo xạo rồi đi thả diều dê gái, không rồi là bé Phương Anh được gì không đó Nga dù. Em thấy đó những cái hình ảnh mà cho chúng ta thấy là có tác dụng tốt đối với bé Phương Anh ngay tức thời đó, thì như vậy đó. Thì Nga dù có thấy không đó, thì đó là cũng như thằng Hận nó đã từng dạy con gái nó đó, bà con thấy không, phải rớt máu chứ không á là rớt nước mắt. Còn cha mẹ em dạy em làm sao, chắc lớn lên á là phải rớt cái quần để kiếm sống hả em, thì bây giờ em là như vậy rồi đó. Rồi bây giờ em quay lại những cái bất bình thường của gia đình em, gia phả em, để em kết luận đi một cái em đây là em tu dập những cái cử chỉ tốt, những hành động tốt của xã hội, rõ ràng là em là một con người bất bình thường không nghe vụ ngu già. Sao em ngu như vậy? Cái xã hội này em đi hỏi hết đi, có ai mà không đồng ý cho con tới trường không? Người ta nghèo khổ hay là những cái chuyện gì bất bình thường thì người ta mới không cho bé tới trường, chứ con người người nha nha đều phải nói là chấp nhận cho con cháu họ tới trường học cho tới bờ tới bến hết khả năng của ba cháu mà thôi đó. Con đằng này em lại sao nói vậy, đây là vì cái gì bà con,
đây rõ ràng là nó mê trai và mê tiền. À, chứ ngoài ra mục đích nó không có vấn đề gì cả, và nó già và nó ngu, và với cái sự giáo dục của gia đình cha mẹ của Nga Dù đó, nó đúc kết ra một con Nga Dù như vậy đó. Nó thật sự bà con không thấy rồi, nó từng lên cái clip nó chỉ biết lừa người ta, nó chạy sức cho nhiều lắm, nhưng mà nó không thấy cái nhục. Bà con thấy 6-7 ngàn người đăng ký, nhưng mà thật sự có mấy chục người xem, mấy trăm người xem, để cả tuần đó có 200-300 người xem. Cái đó em thấy em nhục chứ Nga Dù, em tự nhục với xã hội nó. Nhưng mà nó nào biết nhục đâu bà con. Những cái hành động gì tốt ấy, thì nó phải chu dập xuống, xóa mất đi, để nó để cái hình ảnh đó là xấu xa của nó nổi trội lên trên cộng đồng. Nhưng mà thật sự ra em ơi, Nga Dù ơi, em không còn một cái giá trị gì về con người và lời nói. Vì tại sao em nói quá bậy? Ngày xưa em cũng nói binh thần trọng súng, rồi bây giờ em lại chửi thằng trọng súng, rồi lại sao em bu lại thằng tòa te, lúc đó nó còn mấy trăm triệu trong túi, em bu em rủ nó về đêm đi ăn nhậu, rồi em tung cái nghề của em ra. Thế là tòa te về dưới là cuộc đời là sao, ẩm hiu đi bán vé số. Cái cuộc mất tiền này là trong đó có em nhúng tay vào đó, không ít thì nhiều. Kết luận của anh là vậy đó Nga Dù. Em già rồi, em ngớ nghe cái lời anh nói cho nó thật sự là thấu đáo nghe Nga Dù. Chứ còn bây giờ em thấy ngay cái vấn đề, cái ngành nghề của em là từ nhỏ cha mẹ em đã dạy như vậy, đến lớn lên bây giờ về già em cũng còn lừa xã hội nữa. Cái trình độ của em là như thế nào mà để được là 5-7 ngàn người gì đăng ký cho em? Đó là em xảo trá để em lấy cái uy tín ảo để em kêu gọi từ thiện. Còn cái từ thiện của em là như thế nào đó, em là em kêu gọi rồi em rờ mó luôn tò te, rồi em rủ luôn tò te đi ăn nhậu. Thế là đó là cái gì hả Nga Dù? Em còn cái đạo đức là bình thường của cái người phụ nữ Việt Nam hay không? Đó thì rõ ràng tôi nãy giờ tôi cũng là xin phép cộng đồng mạng và cùng anh Sài Gòn tôi đã chứng minh xong nhân vật là Nga Dù. Đó là như vậy đó.